Vì không thủ trước nên từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, từ thế giới này đến thế giới khác, vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình, nên các việc thần thông muốn thị hiện đều có thể thị hiện tự tại vô ngại, nghĩa là hoặc thị hiện mưa các hoa quý, hoặc lại thị hiện giải các hương thơm, hoặc lại thị hiện tấu các kỹ nhạc, hoặc lại thị hiện làm chấn động đại địa hoặc lại thị hiện bảy thứ báu tuyệt diệu để tra nghiêm thế giới hoặc lại thị hiện thân phóng hào quang khiến chúng sanh đuôi mù đều được thấy rõ hoặc lại thị hiện thân xuất hương vi diệu khiến các thứ xú uế đều được thơm sạch hoặc lại thị hiện thiết lập miếu thờ lớn ở trong đó chẳng não hại các loại hữu tình nhân đó hóa đạo vô biên hữu tình khiến nhập tránh đạo xa lìa giết hại sanh mạng xa lìa không cho mà lấy xa lìa dâm dục tà hạnh xa lìa lời nói hư vọng xa lìa lời nói ly gián xa lìa lời nói thô ác xa lìa lời nói tạp uế xa lìa tham dục xa lìa sân nhuế xa lìa tà kiến hoặc dùng bố thí nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng tịnh giới nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng an nhẫn nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng tinh tấn nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng tịnh lự nhiếp thọ các hữu tình hoặc dùng bát nhã nhiếp thọ các hữu tình vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình hoặc xả của báu hoặc xả thê tử hoặc xả ngôi vua hoặc xả các bộ phận của thân thể hoặc xả sanh mạng tùy các hữu tình đáng dùng phương tiện như thế như thế mới được lợi ích liền dùng phương tiện như thế như thế mà làm lợi ích cho họ này thiện hiện như vậy đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa do tâm lực vô lậu lìa các tướng nên ở trong tất cả pháp vô tướng vô giác vô đắc vô ảnh vô tác viên mãn tinh tấn ba la mật đa cũng có thể viên mãn các công đức khác lại nữa thiện hiện thế nào là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể ở trong tất cả pháp vô tướng vô giác vô đắc vô ảnh vô tác viên mãn tịnh lự ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà tu tịnh lự đại bồ tát ấy trừ định như lai đối với các định khác đều có thể viên mãn đại bồ tát ấy có thể xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ, ly sanh hỉ lạc, nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn. Tầm từ tịch tịnh ở trong tâm thanh tịnh bình đẳng chuyên nhất, không tầm không từ, định sanh hỉ lạc, nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn. Ly hỉ trụ xả, tránh niệm tránh chi, thân thọ lạc Phật dạy nên xả, nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn đoạn lạc đoạn khổ cái vui cái buồn trước tan biến chẳng khổ chẳng vui xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn Đại Bồ Tát ấy dùng tâm câu từ duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn. Dùng tâm câu bi duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn. Dùng tâm câu hỷ duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn. Dùng tâm câu xả duyên khắp một phương cho đến mười phương trong tất cả thế gian an trụ trọn vẹn.